方制造。
Việc Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu được bầu là viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Quân sự Liên bang Nga không chỉ ghi nhận những đóng góp của ông cho khoa học quân sự, mà còn thể hiện sự đánh giá cao những thành tựu to lớn của nền khoa học quân sự Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đó cũng là biểu hiện của tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu có 45 năm hoạt động trong quân đội, phụ trách công tác khoa học công nghệ, kinh tế quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự và hoạt động đối ngoại. Trước đó, Thượng tướng cũng đã được nước Nga trao tặng huân chương hữu nghị và huy chương vì liên minh chiến đấu. 8 năm 2009, biên giới Việt Lào sau 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ. Ý đồ của Mỹ Vịnh thì là họ muốn đặt chân lên cái đất Lào, sau đó họ rút. Thế còn thực tế để họ đánh vào cái hành lang là đường mòn Hồ Chí Minh của chúng ta. Thế nhưng mà về mặt chiến lược là họ muốn chia cắt, nhưng thực tế mà họ thì họ không thực hiện được, là bởi chúng tôi chia cắt họ trước. Chúng tôi cũng đã tạo cái thế trận quả cái đường Trường Sơn, những cái lực lượng bảo vệ đường Trường Sơn và cái lực lượng cơ động chiến lược của bộ và cái lực lượng tại chỗ khu vực địa phương, ba khu quân gọi là chủ lực địa phương và dân quân chiến kích, nên là nó nằm vào cái thế trận chúng ta nhân dân giải phóng ba khu quân. Nên là khi mà địch vào cái bản đông ấy, thì nó vào đúng cái thế trận của chúng ta. Đầu tiên nó nghĩ là nó chủ động về mặt chiến lược, nhưng mà nó đã bị tập hoàn toàn, nó bị thất bại về mặt kế hoạch và nó đã bị tập về chiến lược. Và chúng ta đã dùng cái chúng ta nhân dân cài đăng lược, xem cả và thực hiện cái chia cắt chiến lược, thực hiện chia cắt về kỹ thuật, đánh bại kỹ thuật. Nên là các đồng chí nhớ là khi nó đánh cái mặt đông một cái thì đổ xuống cái đã bị được phòng không của chúng ta rồi. Bắn được ngay như chúng tôi và đợi khai sóc, chúng tôi cũng chơi một ngày là 5 máy bay trực thăng và phòng Mỹ rồi. Hai nữa là trực tiếp sau của nó định nó nối giữa cái Đông Hà lộ viên vững chắc của nó và cái chức đồng chí nó cần nó làm chủ hoàn toàn để đánh lên khai tranh chi viện cho bản đông, thì đã bị chúng ta cắt và băng ra từ khúc bột và chúng ta làm chủ. Và toàn bộ cái tham mưu của nó, một cái căn cứ của nó ở sau lưng, rồi căn cứ Đồng Màu, rồi căn cứ Đồng Đoàn, rồi căn cứ 300 mét 300 đá của nó đều bị chúng ta là chia cắt, nên nó không thực hiện được. Và cuối cùng thì nó bị vào cái thế trận là Thiên Lang của bóng quả cái cách đánh của Việt Nam, nghệ thuật của Việt Nam, nên chúng tôi thắng nó không chỉ thắng bằng sức mạnh, mà tôi nghĩ thắng chúng nó chính là bằng trí tuệ và bằng sức mạnh, bằng nghệ thuật và cách đánh ở Việt Nam. Khi đánh vào Quảng Trị thì trung đoàn tôi là đánh phản kích cánh đông, cánh đông tức là từ Hải Lăng cho đến Thanh Vương, tức là ngày đó ông chỉ nhớ là đánh cái giữ cái thành cổ là một bộ phận, một tiểu đoàn, nhưng mà cái đánh phản kích để bảo vệ thành cổ thì rất nhiều lực lượng, trong đó có cả các lực lượng chủ lực của bộ, có cả chủ lực của địa phương, và trong cái đội hình đó thì trung đoàn 57 chúng tôi là được phân công là đánh cánh đông và giúp cái đấy đánh bại các cái đợt phản kích của những chủ bộ và cả lực lượng nó phản kích từ đấy ra, từ là chỗ thanh lương lại để bảo vệ cái đông cho giúp cho các đồng chí bạn khi đoàn 48 và các lực lượng khác người ta giữ ở trong thành. Thì chúng tôi đã liên tục trong cái thời gian mà bảo vệ rồi. Chưa nói hết được đầy đủ những cái thông tin về thượng tướng oai hùng của chúng ta trong thời kỳ kháng chiến. Và các bạn biết rằng là đã có rất nhiều trận đánh rất oai hùng, và chính vì những trận đánh ấy bằng những mưu lược hết sức là tài ba, thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì Bác cũng có mặt trong những trận đánh oai hùng đó để chúng ta có được một Sài Gòn, rất là rộng lớn, rất là mênh mông, rất là xinh đẹp. Ngày hôm nay có đồng ý không ạ? Và nếu như ngày hôm nay mà chúng ta gặp được chiếc con người thật
người anh hùng thật để đứng lên đây chia sẻ lại chúng ta, kể lại cho chúng ta nghe về những câu chuyện, những trận đánh oai hùng đó, thì tôi nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt, và ngày hôm nay mãi mãi sẽ là một kỷ niệm đẹp đến với tất cả ban lãnh đạo công ty cũng như là thành viên của Wallnet về sự trân trọng của ngày hôm nay. Và các anh chị biết rằng với viện sĩ và tiến sĩ thượng tướng Vũ Huy Hiệu, ông còn là nguyên thứ trưởng của Bộ Quốc phòng, và không phải lúc nào công ty của chúng ta hân hạnh cũng được chào đón. Và bây giờ tôi tin rằng các anh chị chúng ta cùng nhau xin bản phép đứng lên và chúng ta nhiệt liệt cho một tràng pháo tay trân trọng cảm ơn tình cảm của thượng tướng. Và một lần nữa xin trân trọng mời bác, mời thượng tướng lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ cùng với tập thể ban lãnh đạo và nhân viên của Wallnet. Và công ty tôi cũng rất là xúc động nhân dịp và vào công tác phía Nam, cũng định ghé thăm các đồng chí với ban lãnh đạo, nhưng mà hôm nay được các đồng chí tổ chức đón tiếp hết sức là thân tình và trọng thị. Các vấn đề mà đề cập tới thì tôi xin nói lại vài cái câu chuyện về cái ký ức chiến tranh. Chúng ta biết thiên tài quân sự, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vĩ nhân của mọi thời đại và kiến trúc sư của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam đã ra đi. Tôi cũng biết một số bài trên báo Nhân dân, báo điện tử Chính phủ và báo của quân đội, của quân đội nhân dân. Tôi cũng xin dành nhiều thời gian để nói về những kỷ niệm của đại tướng gắn với các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Các đồng chí biết là sau cái chiến dịch Trường Chinh năm nào, cái trận các đồng chí vừa nghe thì đến chiến dịch năm 72, tôi là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 trung đoàn 27 mặt trận miền Nam. Lúc đó là tướng Lê Trọng Tấn là tư lệnh và tướng Lê Quang Đạo là chính ủy. Chúng tôi được mặt trận giao cho chỉ huy một cái tiểu đoàn chủ lực của mặt trận miền Nam thực hiện một cái mũi luồn sâu vào trong cái nam của 32-88, tức là tây nam của cái căn cứ Fuller mà địch gọi là mắt thần hàng đào điện tử mắt Mara, đưa 500 quân bí mật luồn sâu vượt qua các cái tuyến phòng thủ của địch ở vòng ngoài, tập kết trong một đêm là chúng tôi đưa cái đội hình cài vào phía nam, còn bên ngoài vẫn là có địch nhưng nó không biết lực lượng của chúng ta đã cài được một cái tiểu đoàn luồn sâu vào phía nam để thực hiện cái chia cắt. Diễn biến của cuộc đánh tôi nói gọn như thế này: vào tất cả các thế trận của chúng ta trên mặt trận đã hình thành theo cái chiến lược và ý định, quyết tâm và chiến lược, thì theo quy định là 11 giờ ngày 30 tháng 3 thì là giờ rê, các cái giờ rê là giờ nổ súng bí mật. Nhưng mà chúng tôi cài xong lực lượng ấy, thì vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng thì địch bắt đầu hoạt động bình thường, nhưng đến 8 giờ thì từ Đông Hà Ái Tử khoảng một tiểu đoàn có xe tăng, có cơ giới và có các lực lượng bộ binh hành quân và tiến theo trục đường chính và hướng về phía Nam 14. Sáng đó trên trời thì máy bay B-10, ông chỉ biết những B-10 bay lượn và pháo nó bắn xăm ra, chủ yếu bắn ra phía Bắc, cái hướng mà quân giải phóng có thể tiếp cận. Còn hướng chúng tôi thì nó bình, tức là vì nằm phía trong địch rồi nên nó cũng rất là chủ quan, nó không biết là lực lượng quân giải phóng đã đêm hôm đó đã vào cài sẵn 500 người trong đó hết vũ khí và ta. Thì nó bắn thử hai cái quả của pháo, pháo khói, nó nghi ngờ sao có lực lượng của quân giải phóng nằm đó.
tôi hai đồng chí của chúng ta bị thương, nhà tôi dặn điện cho nó phải bí mật chờ đợi, mình chưa bị lộ mà có khả năng là nghi ngờ quân giải phóng nên bắn, nên chúng ta cứ 500 người đó cứ nằm im theo đúng cái kế hoạch đã chiến đã cài sẵn, thì nó thấy không có lực lượng, không thấy phản ứng gì, thì đến khoảng 9 giờ nó cái tiểu đoàn của địch bắt đầu hành quân, thì nó địch nó rất là xảo quyệt, nó lại dùng khoảng hơn 60 người dân mang cái dao bấm rồi là em phụ nữ là tiến theo cái trục đường hành quân của nó lên cái hướng là 442 theo trục đường xe tăng cái này cũng xe tăng của Mỹ nó làm, nó tiến lên thì chúng tôi nghĩ là đây là âm mưu của nó muốn dùng đồng bào để làm biên đạn, nếu mà phát hiện quân giải phóng mà ta nổ súng cái gì là nó dùng đồng bào làm biên đạn rất khó xử lý. Chúng tôi cứ bình tĩnh chờ đợi để đồng bào vượt biên giới cái chiến ngựa rồi bắt đầu sang hướng bắc, thì bí mật cho quân giải phóng đưa đồng bào về phía sau, giải thích cho đồng bào đưa về xuống phía sau, thế địch nó yên tâm là cái đoàn quân đi trước tại cổ đã dọn đường cho nó, là nó nghĩ là không có cái lực lượng nào không có quân giải phóng, nó tiếp tục hành quân, nó hành quân khoảng đến 10:30 thì toàn bộ đội hình tôi một tiểu đoàn khoảng 500 quân, nó tiểu đoàn của nó khoảng 600 quân đã nằm gọn trong cái đội hình khoảng 30 rồi, nếu không kể cái trận đầu quá đuôi. Thì lúc nhưng mà theo quy định của mặt trận giờ đây phải là 11:30, mà các đồng chí nhớ là cái mệnh lệnh của chiến trường, nếu anh mà quyết đoán mà đánh tiêu diệt thì phải theo đúng mệnh lệnh giờ đây, còn nếu anh đánh sai mà thất bại thì chắc phải xử theo luật của nhà binh. Nhưng tôi tính rồi, trước tình hình này thì có hai vấn đề đặt ra, một là quyết toán tiêu diệt cái tiểu đoàn này để bàn cái gì trước 30 phút và chịu trách nhiệm với các tiền, hai là vừa báo cáo để cũng là đồng thời vừa báo cáo vừa thực hiện, hoặc là để chờ, nếu mà chờ 30 phút nữa mà đội hình của mình lộ thì mình bị tiêu diệt trước nó. Thì quyết định lúc này là tôi vừa báo cáo cho các trên bằng điện tín, điện tín chứ không có điện như bây giờ của chúng ta, và ra đây tiếp tục. Thì cái ngay từ cái loạt chúng tôi tập trung phản lực cuối 60 và cuối 82 và 12 đến 7 và các loại phản lực bắn khoảng 15 đến 20 phút trúng đội hình của địch, nó không kịp trở tay nữa, và lúc đó là tôi lệnh cho bắn pháo sáng là pháo lệnh, pháo lệnh xung phong các hướng bắn pháo sáng để cho đó, và lệnh cho cái đồng chí thổi kèn lệnh xung phong đi cạnh tôi là thổi kèn, thì trong khoảng 45 phút thì toàn bộ tiểu đoàn này đi tiêu diệt và bắt sống cả tiểu đoàn trưởng luôn, đồng chí Nguyễn Viết Mão là bắt sống 12 thằng trong đó có tiểu đoàn trưởng và kêu hàng, thì toàn bộ tiểu đoàn này trong vòng 45 phút là chúng tôi tiêu diệt rồi. Chính tiêu diệt đoàn tiểu đoàn này đã mở màn cho toàn bộ chiến dịch. Các hướng sau 30 phút người ta đồng loạt nổ súng và tiêu diệt các cứ điểm ở ngoài, và cùng với đồng bào và nhân dân trong Cam Lộ rồi trong các cái hướng nổi dậy giành quyền làm chủ trong vòng khoảng cái ngày cũng đó cơ bản là đánh vượt chỉ tiêu. Và một tiểu đoàn của nó nó đi tiếp tế thì tôi cho pháo binh và lực lượng xe tăng của nó chặn bắt sống được 3 chiếc xe tăng, sau đó là chặn đứng cái tiểu đoàn phản công thứ hai của nó đánh thiệt hạ nặng. Như thế là riêng cái trận mở màn chiến dịch này là đánh diệt gọn một tiểu đoàn, bắt sống một tiểu đoàn trưởng và khoảng hơn 200 của binh, còn lại cái tiểu đoàn thứ hai là đánh thiệt hạ nặng và nó bỏ chạy. Sau đó thì lệnh của mặt trận đưa cái trung đoàn của tôi quay về hướng biển để thực hiện cùng với xe tăng đánh thu hồi giải phóng hai huyện Hà Nam và Triệu Phong, và kết thúc cái chiến dịch như các đồng chí theo dõi kết thúc chiến dịch của Quảng Trị thì đơn vị được tuyên dương là trung đoàn Triệu Hải anh hùng, tức là mang đầu hai huyện Triệu Hải và Hà Nam, Triệu Phong và Hà Nam, và đến bây giờ thì tôi nhớ đó và tôi cũng được tuyên dương, và lúc đó ở cái cấp trung đoàn phó, đấy là kể ra một cái chuyện mở màn chiến dịch.
Còn cái chuyện hy sinh ở Quảng Trị thì các ông chỉ biết ở đó hiện nay có 72 nghĩa trang, trong đó có 200 quốc gia đồng chí, chưa kể đồng đội của chúng ta đã đang nằm yên nghỉ ở trên tất cả các dòng sông, cửa biển, bìa rừng, khai suối mà chúng ta chưa tìm được. Nên vừa qua cái phỏng vấn của Quảng Trị trên 40 năm ấy, thì tôi đã thay mặt cho quân giải phóng cảm ơn đồng bào Quảng Trị đã cứu mang quân giải phóng những năm tháng cam go nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và đã hương khói cho đồng đội chúng tôi ở 72 nghĩa trang, chưa kể các nghĩa trang không tên như tôi đã nói. Thì đấy là một cái, nếu nói Quảng Trị thì các bạn có dịp thì các bạn vào trung tâm hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội ở số 1 Trần Hưng Đạo, cái đường bắt đầu quạt vào thành cổ, thì tôi với bà Nguyễn Thị Bình, lúc đó bà Nguyễn Thị Bình là bộ trưởng của Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Bộ Trưởng Ngoại giao, thì có vừa rồi nhân dịp 40 năm ký hiệp định Paris thì có kêu gọi làm một cái tượng đài hoài niệm. Cái tượng đài này để tri ân báo đáp đồng bào đồng chí đồng đội ở Quảng Trị, và để giáo dục cho các thế hệ người Việt Nam uống nước nhớ nguồn, uống nước nhớ nguồn, ăn cả nhớ ăn quả nhớ nhớ người trồng cây. Chúng tôi muốn đẩy mạnh một cái vị trí để cho cả hai phía có thể đến đó tài liệu, nhất là người Việt Nam của chúng ta, thì các bạn có thể sẽ vào đó để tham quan. Và trên mảnh đất Quảng Trị thì tôi có trồng 3 cái cây, một cây bồ đề tôi đưa từ Ấn Độ về ở nghĩa trang quốc gia đồng chí, thì các bạn vào thì cây bồ đề đã trồng 2007, bây giờ 2003 thì bây giờ đã được 10 năm. Và một cây nữa là ở cái trận, các bạn nếu nhớ cái bài hát của Vĩ Thục, tin thắng trận từ Doan Ngọc tới, lúc đó tôi là 1967, tôi còn đứng chính diện Mỹ, thì xây một cái tượng đài hoài niệm và một cái cây đa trồng ở đó để tri ân đồng bào đồng chí đó. Và một cây nữa là trồng ở chỗ bà đã đi tặng khi tôi sang thăm Ấn Độ cách mặt trăng, thì bà đã tặng 1977, thì tôi cũng trồng vào cái thành lập của chị. Nếu đồng chí có dịp thì vào thăm và tìm hiểu thêm về những cái điều đó. Bây giờ tôi nói một cái trận nữa, vì tất cả cuộc đời tôi chiến đấu 9 năm ở Quảng Trị là 67 trận. Thì bây giờ tôi nói một cái trận nữa ở Sài Gòn. À, năm 75 thì tôi được điều về là trung đoàn trưởng, cái trung đoàn đúng đoàn triệu hải của chúng tôi, thực hiện một cuộc hành quân thần tốc từ Tam Điệp vào để giữ Mỹ cho cái giải phóng Huế và Đà Nẵng. Nhưng mà Huế Đà Nẵng giải phóng nhanh nên chúng tôi sau đó đi theo mệnh lệnh của các trận, chúng tôi hành quân theo trục đường Trường Sơn vào để tập kết ở chiến khu D Đồng Xoài bây giờ để chuẩn bị cho giải phóng miền Nam. Thì các chỉ biết là hành quân thần tốc bằng tất cả các phương tiện, các cái loại xe của binh đoàn Trường Sơn. Đến đèo Ông Bun ấy, Trường Sơn ấy, thì lúc đó là mùa khô nên là bụi mù mịt, các chỉ biết đất đỏ hoang gian. Tất cả người chúng ta ngồi trên xe, tôi chỉ đi lúc đó khoảng gần riêng trung đoàn là 2.000, còn là đơn vị trực thuộc xe tăng pháo binh và cái heo khoảng 1.000 nữa, khoảng 3.000 người. Lúc này là hành quân thần tốc đến đó thì nhận anh em bụi mù mịt hết, ăn uống là có nước nó khan hiếm, anh em phải bẻ những cái bứa ở trên chặng đường để làm những trang để ăn nhai cái đó, bứa là cái chua đó, cái củ chuối. Thế mà đến đó một cái thì nhận được cái lệnh của đại tướng thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút sốc tới giải phóng miền Nam, quyết chiến quyết thắng. Cái mệnh lệnh này truyền qua máy 15 mắt nên tôi truyền lại cho tất cả các chiến sĩ. Thì anh em từ cái mệnh lệnh của đại tướng này, anh em coi như quên hết mệnh lệnh và nó có sốc tới thật nhanh để vào được Đồng Xoài. Đương nhiên trên trục đường đi thì cũng xe đổ xe kia cũng thương vong, cũng có thật cao chí này cũng thương vong rất nhiều, nhưng mà chúng tôi tập kết đúng vị trí. Và tôi xin kể lại là cái mũi tiến công của chúng tôi ngày 29 tháng 4 đánh vào Sài Gòn, thì toàn bộ cái số nhà chúng tôi là không có biết cái đường vào Sài Gòn, chỉ biết trên bản đồ quân sự, chứ còn không chưa ai vào Sài Gòn, chưa ai biết đường cả. Nhưng mà trên trục đường đi là dân quân, và chúng tôi đánh địch và bắt địch trên đường, đánh đến đâu là giải phóng và bắt địch trên đường, bắt cái sĩ quan
và bị lính và địch mà quen thuộc địa phương. Thế thì tôi chỉ nhớ là khi chiều hôm đó thì chúng tôi đến cái chỗ búng Bắc Nam Thiêu, thì lệnh của mặt trận là sáng mai là phải tấn công cái mũi thọc sâu vào bộ binh cơ giới, đánh thẳng vào Sài Gòn, bỏ qua tất cả các mục tiêu để đập tan tuyến phòng thủ phía Bắc Sài Gòn để đưa đại quân của ta vào giải phóng. Thì tôi là một trong năm lính chiến đấu đó, chúng là trưởng cùng với anh Trịnh Văn Dư, chính mình, anh lớn hơn tôi 7 tuổi, vì tôi năm nay cũng đã ở tuổi 67 rồi, và lúc đó khoảng 28 tuổi, chúng ta chính là trưởng. Thế thì khi mà chúng tôi ngồi trên xe tăng vào đó thì theo ký hiệu của mặt trận phải tìm cái cơ sở của mình để lên đường. Thì đêm hôm 29 thì khoảng 9 giờ tối là chúng tôi với tổ trinh sát thâm nhập vào cái chỗ cũ mà tôi đã kêu, thì phát hiện được một cái cơ sở là theo thông báo của mặt trận tình báo thì gặp được bà má. Và bà má thì bà nếu mà hô là Hồ Chí Minh thì bên kia phải đáp là muôn năm, thì mới là đúng ký hiệu của mình. Thì má đưa chúng tôi vào trong nhà, có một con đèn nhỏ, má đưa tôi đi nói là tôi để chỉ huy quân giải phóng, yêu cần sự giúp đỡ của cơ sở. Thì má nhận tín hiệu xong thì má có đưa ra một bản, tức là tôi cũng đưa cái bản đồ của chỉ huy ấy, và đưa giải trước và nói là chúng con đang ở đây và đội hình là như thế này. Thì má bảo má không sành cái bản đồ này, mà má cũng bảo má lấy một cái bản đồ thành đô, má đã ghi tất cả những tín hiệu các thứ vào cái bản đồ đó. Chồng má là Hai Dương đã bị địch nó bắt tù 1/68 và đã hy sinh, còn hai đứa con thì cậu Đức 14 tuổi, cái Phước là 16 tuổi và anh Sáu Châu là bên đội trưởng, cô Hai Mỹ là bí thư tỉnh đoàn lúc đó 24 tuổi. Thế thì má hướng dẫn, tôi thấy má viết tiếng đẹp ấy. Thì sau má hướng dẫn chỗ này như thế này theo cái trục đường 13 vào cầu Vĩnh Bình rồi đánh vào sau và chiếm cầu Bình Triệu, bỏ cầu sắt Nam Thiêu và đánh thẳng vào Gò Vấp, sau đó đánh thẳng vào cầu Thăng Long Quân Binh, cầu Thăng Long Quân Binh hiện nay quân bản đang ở. Thì má hướng dẫn và má tình nguyện luôn cho má ngồi đi sai luôn để đi. Nghe tôi thấy vào má ra cũng được thôi ạ. Thế nên chúng con cảm ơn má, vì má tuổi già hai em nhỏ, má để sống cho Hai Mỹ dẫn đường và chúng theo cái trục đường này để chúng tôi tấn. Và mai khi giải phóng xong thì tôi sẽ quay lại để cảm ơn má và bà. Thế má mới chịu ở lại. Ở lại thì cũng chỉ đưa đồng ý này, khi bắt đầu sáng hôm sau tấn công thì đúng như lời má nói là ở trong cái doanh trại Bình Văn Lương thì địch có khoảng 2.000 tên đang án binh bất động. Chúng tôi má khuyên chúng tôi đi gọi hàng để kêu hàng, tức là bằng lo dịch vận và đưa chúng tôi tổ chức các cái lực lượng của ta, cái hàng binh của nó để quay vào báo cho là quân giải phóng có hàng trăm xe tăng và lực lượng, nên là các nhà đầu hàng, hai đại tá là chấp nhận đầu hàng và chúng tôi thu vũ khí, chỉ giữ được hai đại tá còn tất cả binh lính cho về. Sau đó là cái đội hình thọc sâu của chúng tôi này đánh vào cầu Vĩnh Bình. Thì các vị chắc đồng chí biết nghe ý kiện tôi ngồi trên xe tăng chỉ huy hoàn toàn mặt với đại đội trưởng, đánh chiếm chiến lược không để nó phá cái cầu Vĩnh Bình, nếu phá cầu Vĩnh Bình, phá cầu Bình Triệu, phá đường sắt Nam Thiêu thì không thể tấn công vào trong được, nên là chúng tôi phải đánh rất nhanh không để thì tôi khó đó. Nên thưa đồng chí là đánh đến 10 đến khoảng 9 giờ thì hoàn toàn mặt dằn co cái cầu Vĩnh Bình, xe tăng mình bắn nó bắn mình, sau đó xe tăng mình bị cháy, nó bị cháy năm chiếc, xong xuống xe hoàn toàn mặt khoảng 10 giờ thì đồng chí hoàn toàn mặt bị thương, sau đó hy sinh. Tôi quyết định đưa đồng chí hoàn toàn mặt lên xe tăng để chở đánh thẳng vào, đánh vào chiếm cái bộ chỉ huy tăng chính xác của quân Minh ở Gò Vấp, chiếm tổng nghi viện Cộng Hòa, chiếm trung tâm Vĩnh Viễn, chiếm căn cứ 60, căn cứ 55 Tiền Tiêu và chiếm luôn cả cái khu gia đình quân, và cùng một mũi bạn là đánh vào để chiếm của tổng tham mưu. Thì sáng hôm đó khoảng 10:30 thì bọn chúng tôi là tôi đã hoàn thành cái đó. Thì riêng đồng chí Mạng sau đó được truy tặng cho Hùng ngay sau chiến dịch Hồ Chí Minh ở cái cầu Vĩnh Bình, với có cái bài hát mà vừa qua Bình Dương có làm một cái phóng sự nói về bà má. Bình Dương đã được đặt giải nhì toàn quân về cái phóng sự này. Thì đấy là tôi nói với đồng chí về
cái giải phóng Sài Gòn. Nên đây tất cả khu Gò Vấp này cơ bản đơn vị chúng tôi là giải phóng hoàn toàn. Và lúc ấy mang chiến tranh, tôi chỉ huy này đi đầu nên là mặt trận cho chiến tranh là phong, phong tức là phong B-59, B-59. Thì đấy là cái trận đó. Bây giờ tôi đấy là về những phần trận thì tôi điểm một vài trận để các bạn nghe thôi. Còn bây tôi nói về đại tướng. À, các đồng chí biết sau đó thì tôi được nhà nước nhân dịp 60 năm cách mạng tháng 10 Nga năm 1977, năm 1977 thì tôi được thay mặt quân giải phóng và thay mặt quân đội Việt Nam cùng với cái đoàn của Hòa Bình Thế Giới Việt Nam đi cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa và các nước đã giúp độc lập đã giúp chúng ta giải phóng miền Nam. Các đồng chí lúc đó tôi lần đầu tiên đi Việt Nam, tôi cũng xin thưa các đồng chí đi lúc đó về bên Nga này rất mang tin tốt, anh Vũ Trụ cùng với tôi đấy là trưởng đoàn của Nga, còn bên này là tôi. Các đồng chí không hình dung được cái nhân dân thế giới đối xử với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp cũng như là đất nước ta như thế nào. Đi người ta sinh viên họ tung chúng tôi lên và hô chỉ có thế này: Việt Nam, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp. Thế tôi nói là cái vị thế của Việt Nam trong tháng Minh chúng ta mới có được. Thế đấy tôi nói cho các bạn nghe một cái chuyện mà lúc đó là đại tướng dặn là phải đi để cảm ơn, chú đi để cảm ơn. Thì lúc đó là do nhà nước tổ chức. Đến vừa rồi thì các đồng chí biết là vào cái gì, cái đúng cái 1999, lúc đó là tôi là phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia tình huống quốc đại, mà lúc đó anh Tân Dũng thủ tướng là nhà trưởng ban, chủ tịch, còn tôi là phó chủ tịch thường trực. Các bạn còn nhớ trận lụt Hồng Thủy tại Hồng Thủy và tại Hồng Thủy Trung và tại Hồng Thủy này bão kết hợp với chiều cường và kết hợp với tức là lũ lụt, ba cái hợp lại thành tại Hồng Thủy, đường sông bị cắt. Ở đường sông cũng bị cắt, đường bộ bị cắt, đường không gió to cũng bay. Thế nên chúng tôi quyết định đầu tháng 12 và năm 99, tôi quyết định đi con tàu Đà Nẵng để vào cứu được vào Quảng Nam. Thì cái đoàn đó có hải quân, hoặc là biên phòng, quân khu 5. Nhưng mà gió quá lớn, nên là tàu chúng tôi bị trôi ra biển, mất tích nhiều giờ. Đại tướng điện vào Bộ Quốc phòng, phải tìm mọi cách để liên lạc được với con tàu đó và cứu con tàu đó. Đấy. Khi mãi chiều hôm sau thì tôi với vào Trung Quốc, đồng bào họ dùng cái truyền thống này truyền cho tròn chờ cứu được tàu chúng tôi, coi như không cái tàu không bị đắm. Thì tôi đi vào và phải đặt lên đất liền để chúng tôi vì đi sóng gió nó không còn gì cả, phải nằm đất liền để đối với đất liền này trong người tỉnh dậy. Xong đã tướng điện vào họ thì tôi báo cáo tóm tắt tình hình, đại tướng thì có dặn phải bằng mọi cách để cứu đồng bào, trước hết là cứu con người, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người. Đấy. Và máy bay ngày đó chúng tôi bay cứ mỗi ngày 13 chuyến để thả những đồng bào. Thì lúc đấy là cái thời điểm tối hôm đó tôi còn đứng ở trên bàn tình hình quả và tại Trung Quốc để nói cho đồng bào cả nước biết hiện nay về cứu hộ như thế nào để đại tướng yên tâm. Thì tối hôm đó có nhiều, nếu mà ai mà theo dõi năm 99 có một cái phóng sự truyền hình thì lúc đó cách đây là năm 99. Và sau này thì tôi về Bộ Quốc phòng ba nhiệm kỳ trung ương, ba nhiệm kỳ thứ trưởng, thì tôi được làm cái việc phân công nhiều mảng lắm, vừa là phụ trách về đối ngoại hơn chục năm này, rồi ủy ban liên chính phủ hơn chục năm này, rồi tổng chủ tịch ủy ban về phối hợp trung tâm biển lớn Việt Nam là gần 10 năm này, và phụ trách giáo dục đào tạo, phụ trách khoa học công nghệ, tất cả những cái khối lượng đó, cái công việc đó lúc đó là tôi đảm nhiệm và viết sách, viết các cái giáo trình để giảng dạy cho học viện quốc phòng, các ngành học viện cho đến năm 2008 thì có một cái chuyện các vị đọc trên mạng có rồi, tôi nói ngắn gọn thôi. Theo thông lệ hàng năm thì tôi dẫn cái đoàn của Trung tâm Điện lớn Việt Nam để vào thăm và chúc Tết đại tướng. Thì đại tướng này thường dặn tôi thế này, đại tướng chỉ thích gọi là đại tướng, hay là gọi xưng hô tôi là cậu,
Nhưng mà khi làm việc thì chỉ dứt khoát là có đồng chí thôi, không có, không có cậu và không có, đấy là tôi không thích cái từ gì nữa đâu, không thích cái từ khác, thì thích cậu là nó từ đấy. Để tướng dặn là chiều, cứ chiều hay chính tiết thì cậu vào thì tớ mới có điều kiện mà nói có điều kiện để nói chuyện. Thì tôi dẫn đoàn vào thì tôi 2008 cách đây đúng 6 năm, gần 6 năm. Tôi cũng như thông lệ, tôi chúc đại tướng sống lâu 100 tuổi. Thì đại tướng chưa này, tôi hiểu ngay ý đại tướng là không đồng tình với cái chúc đó. Nên là tôi nói xin các đại tướng xin chúc đại. Đại tướng đồng ý, tôi chúc đại tướng sống trên 100 tuổi. Đại tướng cười, và tôi trao một cái bó hoa. Đại tướng rất phấn khởi, dùng ôm bó hoa. Và ghé vào tôi nói luôn là có người nói với đại tướng sống 103 tuổi. Sau đó thì tôi đã chia sẻ với rất nhiều người trong nội bộ quốc phòng như vậy, chưa chia sẻ với báo chí. Thì vừa qua thì chúng tôi nhân dịp kỷ niệm 103 năm ngày sinh của đại tướng, đại tướng chưa mất đâu. Thế thì đại tướng nói như thế thì nhân dịp kỷ niệm 103 năm ngày sinh của đại tướng thì chúng tôi cũng tiêu lượng được cái tình hình này. Tôi cùng với giáo sư Vũ Khiêu và giáo sư Phan Vi Lê, giáo sư Dương Quốc, giáo sư Lê Văn Lan, chúng tôi là tư vấn cho cái ban gọi là cái nhóm trí thức này để có một cuộc hội thảo. Hội thảo hôm khoảng mời có 100 đến 250 những kỹ thuật trưởng luôn. Đến thì ý tưởng của tôi là tượng khoảng 4 vị thiên tài quân sân. Thứ nhất là Lý Thường Kiệt, thì các bạn biết Lý Thường Kiệt là sống được 93 tuổi. Xong rồi đến Trần Hưng Đạo và đến Quang Trung. Và thứ tư là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì Lý Thường Kiệt thì cũng đã có tượng. Rồi Quang Trung cũng đã có tượng ở Võ Nguyên Giáp. Rồi Trần Hưng Đạo thì có tượng ở Nam Định rồi, quê tôi rồi. Còn đại tướng Võ Nguyên Giáp thì nhiều tượng nhưng mà chưa có cái tượng nào đứng chỉ huy cả. Ý tưởng của tôi thế này, cái tượng làm sao lấy cái hình ảnh bằng ngôn ngữ của điêu khắc, lấy hình ảnh đại tướng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Các chị nhìn trong phim đại tướng nói xong ra đây, đưa hai tay về phía trước này thì bắt đầu phát đại nổi. Cái ý tưởng đó là ý tưởng đấy, là ý tưởng về văn học, còn ý tưởng về điện ảnh, còn ý tưởng về cái phần mà điêu khắc thì các nhà điêu khắc ở Việt Nam phải làm. Thì chúng tôi đến thế này, đến cái dịp kỷ niệm 60 năm Điện Biên, vì cách đây 50 năm thì tôi và đại tướng cùng chủ trì hội nghị quốc tế 150 đoàn. Thì đến bây giờ 60 năm thì sẽ có một cái cuộc trưng cầu ý dân về cái tượng đài của đại tướng tại khuôn viên của nhà đại tướng. Và một các nhà nhiếp ảnh đã chụp về đại tướng, rồi các cái phim đã nói về đại tướng để phục vụ cho nhân dân trong những ngày đó. Thì ý tưởng của tôi cũng đặt ra được hai tình huống. Thứ nhất là đại tướng còn sống, chúng ta vẫn làm. Mà nếu đại tướng ra đi thì chúng ta vẫn làm cái này để tri ân đại tướng. Thì đến bây giờ trong cái mạng của báo điện tử, báo nhân dân thì có cái phong cách việc đó. Thế tôi nói với các bạn một vài cái, còn các cái thông tin trên mạng có rất nhiều rồi. Nhưng đây quý thời gian ngắn tôi chỉ nói hai trận 67 trận mà tôi đã trực tiếp chỉ huy chiến đấu và nói về trận nhiều thời gian cả tướng. Tôi cũng thực sự là xúc động và tôi cũng rất cảm ơn là vì tôi trước khi tôi nghe được cũng đọc các đồng chí ra thì nói là hôm nay tôi bảo một cái địa chỉ mà tôi phải dành thời gian đến vì các bạn ở đây, đặc biệt các bạn trẻ đây, tôi cho là các bạn hết sức là các đồng chí lãnh đạo của công ty nói đã nói rồi về các bạn trẻ đây là một cái thương hiệu mà vừa qua cả nước chúng ta đang làm, mà các bạn đang là một trong những cái doanh nghiệp dẫn đầu. Đó là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Tôi chỉ chúc các bạn ấy là tiếp tục phát huy cái truyền thống của công ty và truyền thống của
Việt Nam. Tức là trong cái bài mà tôi mới sau khi đưa đại tướng về nơi ăn nghỉ cuối cùng thì diễn đàn doanh nghiệp có đến phỏng vấn tôi. Thì nếu các bạn mở trong mạng thì có luôn tấn vào diễn đàn doanh nghiệp ấy. Ngày 14 thì có bài tôi trả lời doanh nghiệp vượt khó với bí quyết 4 tại chỗ. Thì đã nói lên những cái điều mà trăn trở hiện nay của các bạn và những cái tháo gỡ nên như thế nào. Thì trong cái mấy các bạn mở trong cái diễn đàn doanh nghiệp thì các bạn đánh vào là doanh nghiệp vượt khó với bí quyết 4 tại chỗ. Tôi nói 4 tại chỗ này nói thêm với bạn là tôi vì tổng kết trong 7 năm làm thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn năm 99 thì không còn cách nào. Thì tôi từ thực tiễn chiến tranh nên tôi có đề xuất với chính phủ nên đưa ra phương châm 4 tại chỗ. Lực lượng tại chỗ, không cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Vì không có máy bay tàu chiến nào có thể bay được những thời tiết khó khăn như thế này. Tốt nhất phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc và khơi dậy cho tất cả cái tiềm năng hay kinh nghiệm mà ông cha ta đã ngàn đời chống chọi với thiên nhiên để tồn tại cũng như với cái tình hoạt. Thì chúng ta phải đưa hết cái này vào vận động. Thì hiện nay là cái phương châm bốn tại chỗ đã trở thành phương châm của chính phủ và vừa qua Quốc hội đã quyết định là đưa vào luật hóa cái phương châm này. Nên là doanh nghiệp mới đến hỏi thì tôi có nói một cái bài doanh nghiệp vượt khó với bí quyết 4 tại chỗ. Tức là doanh nghiệp cũng phải giống như tư lệnh thời chiến này, cũng phải khôn khéo, quyết liệt và phải dũng cảm. Đấy như tôi nói cái trận có một cách quyết đoán. Nếu còn mình đừng có chờ rồi sợ trách nhiệm thì không làm được đâu. Mà doanh nghiệp tôi muốn nói là các bạn cũng như tư lệnh thời chiến, cũng như người chỉ huy thời chiến, mà nhất là cái lúc chúng ta hiện nay kinh tế đang suy thoái như này, chúng ta phải khôn khéo để tìm cái phương thức cho phù hợp với chúng ta. Hai là phải quyết liệt và dũng cảm thì này phải chính sức mình. Nếu còn nếu mà cứ chờ đợi thì sẽ rất khó khăn. Nên hôm nay thì nhân dịp nó có rất nhiều chuyện, nhưng mà hôm nay thì cũng thời gian, hai là cũng dành thời gian để các bạn có thời gian đi làm việc tiếp. Thì là một lần nữa xin cảm ơn các bạn, nhất là các đồng chí trong ban lãnh đạo và tất cả các bạn trẻ ở đây sức khỏe hạnh phúc. Chúng ta rất là cảm ơn những lời bàn học của thượng tướng chúng ta. Và bây giờ xin trân trọng kính mời chủ tịch hội đồng trị chúng ta lên tặng một món quà để chia thượng tướng chúng ta dùng nắm tay lớn đó nè. Hãy xin mời phu nhân của thượng tướng nè. Và rất là vui mừng vì đã nghe được những cái chiến công, một cái video clip của thượng tướng và cũng được trực tiếp để nghe thượng tướng nói về lịch sử. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta rất là vui vì ngày hôm nay ban lãnh đạo của công ty cũng có mặt tại văn phòng của mình, đúng không ạ? Và thời gian thì không còn nhiều nữa, mời các nhà phân phối chúng ta đứng dậy để chúng ta tiễn ban lãnh đạo và thượng tướng về văn phòng làm việc. Xin cảm ơn. Chúng ta dành những tràng tay lớn lên nè. Cảm ơn ban đầu, cảm ơn thượng tướng. Chúc các vị có sức khỏe. Xin cảm ơn.